trên những hoang mạc miền tây nam mỹ trứng cốc nở ra nòng nọc, nọc trong những vũng nước nhỏ nhưng những vũng nước này có lưu lượng rất ít và bốc hơi rất nhanh những con to dùng những chiếc răng sắc nhọn và cơ quay hàm lớn để ngấu nghiến những con nhỏ hơn trong đàn nhờ nguồn thức ăn này chúng phát triển ngày càng nhanh và rời bỏ cái ao trước khi nó khô cạn cóc không phải là loài duy nhất ăn thịt đồng loại như một phần tất yếu của vòng đời và bạn không phải là người duy nhất bị bất ngờ ngày nay ta biết đó ít nhiều là quy luật tự nhiên hành vi này có thể thúc đẩy khả năng sinh tồn chung của cả loài bằng cách giảm sự cạnh tranh loại bỏ cá thể yếu thúc đẩy cá thể mạnh với một số loài như cóc ăn thịt đồng loại là sự đối phó với những áp lực môi trường đó là cách chúng đẩy nhanh giai đoạn trước nguy cơ bị ăn thịt hoặc những điều kiện môi trường nguy hiểm những loài khác gồm cả những loài cá ăn thịt đồng loại như một phần của việc tìm thức ăn cá sản sinh ra một lượng lớn cá con và cá mẹ nhìn con mình thèm thuồng trứng cá ấu trùng và cá con là nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng Ngoài cả trưởng thành và anh em cùng mẹ cũng ăn thịt lẫn nhau.